Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, thì hôm nay em sẽ vừa test thử cho bác khách ở bác Ngô Hưng ở trong Quảng Ngãi nhé. Đây, bác Ngô Hưng ở trong Quảng Ngãi và đây là tép JBL. Tép này tép JBL hàng bãi các bác nhé. Vâng, và với dòng chép này thì các bác có thể thấy sự được sự thiết kế cực kỳ là được thiết kế cực kỳ là sang trọng và được sơn một lớp sơn màu đen, và đây chạm loa đây, và bên trong nó có phân tần nhé các bác yên tâm, bên trong nó có phân tần các bác. Mua về thì các bác chỉ việc cắm vào và các bác đánh trực tiếp qua những chiếc đẩy hoặc là những chiếc âm ly. Đấy. Và mặt phía trước này, mặt phía trước của chép đây thì được làm bằng thép. Làm bằng thép không gỉ cho nên các bác có thể nhìn thấy sáng quắc luôn. Đấy. Sáng quắc luôn. Và những tiếng chép này là những tiếng chép của giải trên 20k cho nên tiếng của nó rất là sáng. Nhưng những dòng chép này nó xử lý và những tiếng chép đấy nó không bị chói tai và nó không bị xé tiếng, cực kỳ hay. Đây, hiện tại bây giờ đang em đang cho đánh qua cục đẩy công suất nhá. Đây, em đang cho đánh qua chiếc cục đẩy công suất này. Và bây giờ em sẽ tắt chép đi nhá. Đấy, các bác nghe có không thấy có giải cao mấy rồi đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ cho lên này, em sẽ cho lên này. Đấy, cực kỳ là hay phải không ạ? Dạ vâng, với những đôi chép này thì nó là hàng hiếm, hàng cực hiếm, cho nên là những bác nào nhanh tay thì các bác hãy gọi điện đến bên Cốc Cốc Audio chúng em để đặt hàng. Và những bác nào mà chậm một chút thì khi hết hàng thì các bác thông cảm và xin các bác chờ đợi một thời gian, trong vài ngày hoặc là trong vòng một tuần. Vâng, và với những sự thiết kế này thì các bác có thể đặt lên trên mặt thùng loa nhà các bác và nghe nhạc cực kỳ là hay. Đây là hộp hộp chữ nhật của nó luôn các bác nhé. Đây, thiết kế như kiểu dáng như là một chiếc loa bình thường, nhưng nó cho ra giải chép và nó có phân tần ở bên trong. Đấy. Vâng, và một vài ngày tới em có thời gian thì em sẽ tháo ra và em sẽ cho các bác xem ở bên trong những cái phân tần của nó và bên trong của chép. Vâng, và em cũng xin cảm ơn anh Ngô Hưng, anh đã ủng hộ bên em. Và anh cũng là người cực kỳ là may mắn khi là người sở hữu đôi chép này. Vâng, và em xin nhắc lại là những đôi chép này bên em thì hiện tại là đang số lượng là đang có hạn các bác nhé. Đấy. Và với những đơn vị khác thì hầu như là chép này là hầu như những đơn vị khác là chưa có nhé. Đấy, chỉ có bên Cốc Cốc Audio là mới có cái sản phẩm này thôi, chứ còn những cái đơn vị khác là chưa có. Đấy. Vâng, và em sẽ mở to lên một chút cho các bác thưởng thức nhạc một xíu nhé.
và em sẽ tắt loa đi nè. Đấy, các bác có nghe thấy giải cao của nó không ạ? Giải cao của nó cực kỳ là tuyệt vời phải không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Vâng, và video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được dừng lại tại đây. Và em xin kính chào các bác và hẹn gặp các bác lại trong những video, trong những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio nhé. Em kính chào các bác.